Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức là 10 tường, cùng 24 đồng phạm, cùng về các tội buôn lậu vàng và vận chuyển tiền tệ trái phép. Nguyễn Thị Kim Hạnh là người điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la Mỹ sang Campuchia và nhận vàng nguyên liệu chuyển về Việt Nam. Ngay từ sáng sớm, nhiều người dân ở An Giang đã tập trung trước cửa Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang để theo dõi thông tin xét xử trùng buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường, và 24 đồng phạm khác về các tội danh buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền. Ngày 5 tháng 11 năm 2020, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bắt giam và truy tố 25 bị can liên quan đến việc buôn lậu 51kg vàng. Sau đó, cảnh sát đã lần lượt bắt giữ các doanh nghiệp tiếp tay tiêu thụ vàng và các đồng phạm giúp sức khác. Để vận chuyển đô la Mỹ vàng qua biên giới Việt Nam-Campuchia, Hạnh đã thuê và phân công Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc, tức Lộc Đen, trực tiếp liên hệ với bốn đối tượng khác nhận tiền đô la Mỹ, giao vàng và nhận tiền. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương đã đưa vụ án buôn lậu liên quan đến chùm buôn lậu 10 tường vào diện theo dõi chỉ đạo từ năm 2020 đến nay. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 24 tháng 2.